Hôm nay tôi sẽ quyết định đốt 1000 pháo hoa, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, chắc mọi người sẽ hỏi tại sao cái thằng ức ơ lại chơi game này trong khi đã hết Tết rồi. Anh em nhầm rồi, người ta có câu còn mùng là còn Tết là còn bắn pháo hoa, người ta là tôi đấy. Và đây là khu phố của tôi và cũng là cái nơi tôi sẽ bắn pháo hoa. Đây là những quả pháo đầu tiên của chúng ta đây, khá là màu sắc. Đây là một cái quả pháo nhỏ thôi. Rồi nó sẽ nổ lan ra luôn nhé. Ôi, nó không có gì đặc sắc cả, nó quá nhỏ đi. Ôi, nó chỉ nổ vậy thôi á. Ôi, cái này cũng được thôi. Ui, ui, tui, 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 tui. Ôi, mấy cái này nổ to này, cái cuối nổ to này. Nhưng mà không thấm thía vào đâu cả anh em ạ. Tại vì tôi còn một vài cái gọi là ngon hơn nhiều. Anh em cứ nghĩ tôi phá làng phá xóm, nhưng không, tôi đã xin phép người dân là cho tôi đốt pháo rồi, nên là không sao đâu. Đây, chúng ta sẽ đến với những loại pháo hạng nhẹ. Nếu mà tôi chăm từng cái sẽ lâu, nên là tôi sẽ có một cái dụng cụ gọi là nối tất cả mọi thứ lại. Cho nó lan qua đấy, tôi chỉ cần chăm một lần thôi là nó sẽ bắn hết, tôi sẽ nối lại hết. 12 seconds later. Giờ là mọi thứ đã đâu vào đấy rồi đấy. Giờ chúng ta chỉ cần chăm ngồi thôi. Và đứng ra xa một chút xíu. Ôi. Ôi ôi ôi. Wow. Đẹp thật sự anh em ạ. Wow. Khá là nhiều đấy. Wow. Ôi 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 ôi. Ôi. Vãi. Mấy cái này hàng s**t rồi anh em ạ. Ôi. Ôi ôi ôi. Hình như là đốt ở dưới phố thì nó không hay chứ lắm. Có vẻ là tôi sẽ tìm một cái đồi nào cao cao một chút xíu để đốt cái gọi là rocket, pháo hoa tên lửa vậy. Sẽ lên chỗ cao. Chỗ này được không nhỉ? Ôi, chỗ này cao đấy. Hình như bên kia có cái đồi cơ kìa. Có vẻ là tôi sẽ qua đó đấy. Đây, có vẻ là cái đồi này cũng khá là phẳng đây. Thì nó không phẳng cho lắm, nhưng mà thôi kệ cũng được. Để tất cả mọi thứ nó ở đây, càng nhiều càng tốt. Qua loại thứ hai. Cắm cái này cũng khá là lâu đấy. A few minutes later. Sau một hồi thì chúng ta cũng chuẩn bị xong. Nhiều thật sự luôn ấy. Tôi sẽ biến ban đêm thành ban ngày cho anh em xem. Giờ tôi sẽ nối mấy cái này vô nhau cái đã. Mọi thứ đã sẵn sàng. Và giờ chỉ có châm lửa thôi. Let's go, let's go, let's go. Ui. Ôi. Ôi. Cái này cũng khá là lâu đấy. Oh my god. Oh my god. Ôi. Oh my god. Ôi, đứng máy luôn rồi. Oh my god. Tôi vẫn không biết 1000 quả pháo hoa nó sẽ như thế nào. Như đây nó đã lát lên như vậy rồi. Ôi, nó bay xuống luôn kìa. Ôi. Ôi. Vai. Ôi. Wow. Amazing. Wow. Có vẻ là hết rồi thì phải. Oh my god. Còn một vài quả. Thôi thì cho nó nổ nốt vậy. Đùng. Wow. Tôi nghĩ nếu mà tôi bỏ mấy cái pháo hoa này vô một chiếc xe thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ thử vậy. Đây. Xe của hàng xóm đây. Chắc họ không chửi tôi đâu. Tôi sẽ bỏ tất cả pháo hoa vào đây. Ta sẽ bỏ một cái gọi là cái pháo nào nhỉ? Tôi nghĩ là cái này đi. Bỏ vô. Ê, không bỏ được à? Ê, được đấy, được đấy, được đấy, được, được, được. Ôi, nhiều thật sự luôn ấy. Để đảm bảo an toàn thì tôi nãy sẽ nối tất cả cái thứ này vô. Nối hết vô nào. Come on. Như tôi không nối qua kiến được mọi người à. Tôi sẽ nối vô cái dây này. Qua đây. Qua đây. Chạy. Nó sẽ cháy từ từ mọi người à. Me lâu thế. Nó đốt đây luôn cho lẹ. Nó vô rồi, nó vô rồi, nó vô rồi, nó vô rồi. Cháy vô rồi, cháy vô rồi. Ôi. 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 Như chiếc xe không bị sao á mọi người ạ. Không lẽ nào là mấy cái pháo hoa này không thể phá hủy một chiếc xe ta. Ôi được này. Bỏ vô được này. Tôi không thể nối vô á. Chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ này để chiếc xe này vô đây. Đấy. Tôi sẽ để chiếc xe. Ôi không được à. Xích vô. Come on. Come on. Như không được thì phải ấy. Đốt đi, tôi sẽ giữ chiếc xe luôn. Tôi sẽ giữ chiếc xe luôn. Ok. Tôi sẽ giữ chiếc xe nó ở đây. Ôi no. No. No.
Ôi hình như nó không phá hủy được chiếc xe hay sao ấy. Ôi, có vẻ được đây, có vẻ được đây. Come on, come on. Đốt đi, đốt đi. Đốt đi, đốt đi. Vẫn không được à. Đây, chúng ta sẽ có một vài bình ga. Không biết có thể phá hủy được chiếc xe này không. Oh my god. Rồi, thôi xong. Có vẻ là tôi không nên ở lại cái thành phố này rồi mọi người. Chúng ta tạm thời quên cái thành phố đi. Chào mừng anh em về quê của tôi. Đây, đây là quê của tôi đây. Và hiện giờ là ông bà của tôi đã đi chơi rồi mọi người ạ. Nên là không có nhà đâu. Tôi là một đứa cháu cũng khá là hiếu thảo mọi người ạ. Ôi 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 thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Chúng ta sẽ quay lại với vấn đề chính. Đó chính là đốt 1000 cái pháo hoa. Có vẻ là tôi sẽ trải dài cái cung đường này. Tôi chỉ làm hai loại thôi nhá. Một là cái bánh pháo hoa với lại một cái ống pháo hoa thôi. Chỉ hai cái thứ này thôi. Giờ thì làm thôi nào. A little longer than a few minutes later. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong 1000 cái pháo hoa. Wow. Khá là dài đấy. Tuy là không dài như dự kiến thôi. Và tôi không biết sau vụ này máy tính tôi liệu có sống sót hay không thì tôi vẫn chưa biết. Nhưng mà trước tiên là tôi đã hoàn thành rồi đấy. Ở đây chúng ta sẽ có pháo hoa của Beauty Pie và Mr. Beast. Còn mấy cái này thì tôi vẫn chưa biết là cái gì. Và đây là những cái bánh pháo hoa. Giờ tôi sẽ nối tất cả cái này lại. 5 minutes later. Tôi nối tất cả các quả pháo hoa đã xong. Và đây là 1000 quả pháo hoa. Nó sẽ ra sao? Thì đây chính là câu trả lời. Let's go. Có vẻ là tôi sẽ chọn một cái đỉnh núi cao cao. Tôi sẽ đứng lên. Không biết chừng nào nó mới tới đây. Có vẻ là lâu quá nha. Đốt đây là vừa. Ok 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 ok. Đứng xa ra. Mong là máy tính của tôi không có chuyện gì xảy ra. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Oh my god. 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 Nhìn coi. Holy moly. Let's go. Oh my god. Nhiều thật sự luôn ấy. Nhảy lên. Nó sẽ tới thử coi. Nó đã tới đâu rồi. Còn khá là nhiều luôn ấy. Ủa cái này cháy lâu thế. Ôi 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 ôi, ôi giời. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Oh my god. Có vẻ là tôi đã đặt nó khá là xa nhau ấy. Nên là cái dây này nó chạy khá là chậm. Tôi sẽ đốt thêm đến chỗ này. Ok, let's go, let's go, let's go. Oh my god, oh my god. Holy moly. Oh my god. Oh my god. Holy man. Có lẽ là tôi nên đi chỗ khác. Oh my god. Nhìn kìa. Đấy là 1000 quả pháo hoa đấy. Sáng cả một vùng trời luôn. Holy moly. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Thôi. Holy man. Wow, đẹp thật sự. Hình như là sắp hết rồi mọi người ạ. Oh wow. Năm Tân Sửu đã tới rồi. Tôi chúc anh em một năm mới thật là nhiều thành công, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Còn tôi chỉ cầu trời cho năm nay tôi có người yêu thôi. Có cái nồn thì con bà mày. Và đấy là 1000 quả pháo hoa. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.